Như Yếu Giải có dạy rằng, ngẫu nghịch thật ác. Đây là tội nghiệp phải đọa vào A Tỳ địa ngục. Ngẫu nghịch thập ác, thập niệm thành tựu đới nghiệp giảng sanh. Đối với những người tạo tội nghiệp này, chúng ta có dám xem thường không? Không dám. Người này khi lâm chung gặp được bạn lành, khuyên họ niệm Phật cầu giảng sanh. Nếu người này ngay đó giác ngộ, nhất niệm hồi đầu, đoạn ác tu thiện, 10 tiếng niệm Phật là tu thiện, người này chắc chắn được giảng sanh. Trong 48 nguyện, Phật A Di Đà nói duy trừ ngũ nghịch thập ác. Vì sao vậy? Vì người này không tin. Không tin thì không thể cứu được. Ngũ nghịch thập ác nếu như có đầy đủ tín hạnh nguyện thì vẫn thành tựu được. Cho nên sau đó Ngài nói, nói rất rõ ràng, nếu người nào đó không tin thì không có cách nào, không thể quay đầu được. Người tạo ngũ nghịch thập ác khi lâm chung có thể tin được là đã quay đầu rồi. Có thể quay đầu là có thể giảng sanh. Bạn nghĩ xem chuyện này có dễ không? Thật sự không thể nghĩ bàn. Đới nghiệp giảng sanh, người ở hạ phẩm cũng được tam bất thoái. Câu này rất quan trọng. Phàm thánh đồng cư độ, hạ phẩm giảng sanh cũng được tam bất thoái. Cho nên người này là Bồ Tát A Duy Diệt Trí.